Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mỹ phẩm Kazuko Nhật Bản chính hãng. Hôm nay Shop quay clip để giới thiệu với các bạn về bộ Kazuko vàng 5 Plus. Bộ Kazuko vàng này là bộ Kazuko cao cấp nhất của Kazuko, cải tiến hơn rất nhiều so với bộ 5 xanh và bộ 6 trắng. Bộ Kazuko vàng này để chuyên dùng cho các bạn có làn da nhờn nhé. Nó sẽ có tác dụng trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da, tái tạo da, khôi phục lại làn da bị tổn thương do đi spa trị liệu hay là do các bạn bị trị thâm mụn hay là lột tẩy rất là nhiều. Đây là cái bộ mà còn nguyên, mình chưa bóc. Nó sẽ có màng bọc như thế này. Có màng bọc kín như thế này. Phía sau ghi đầy đủ thông tin về sản phẩm bằng tiếng Nhật. Bạn nào dành tiếng Nhật thì các bạn có thể đọc. Đây là mã vạch các bạn có thể chép để kiểm tra về tất cả thông tin về sản phẩm như là công ty, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Còn đây là cái tem chống hàng giả. Một bộ sản phẩm như thế này sẽ có một cái túi này đi kèm. Sẽ có tặng kèm một cái túi để các bạn đựng. Rất là sang, bộ sản phẩm này rất là sang chảnh. Bên trong là cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Các bạn có thể tặng quà cho bạn gái, cho mẹ, cho bà, cho người thân, cho thầy cô giáo gì đó. Đấy, rất là sang chảnh ha. Đây là cái bộ còn nguyên chưa bóc. Còn cái bộ này mình đã bóc rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái bộ bóc rồi này để giới thiệu với các bạn về cái chất kem của bộ Kazuko vàng 5 Plus này. Trong một bộ sản phẩm như thế này thì các bạn sẽ có 5 sản phẩm là sữa rửa mặt, kem chống nắng, serum, kem ngày và kem đêm. Đó, để nguyên thứ tự y xì như thế này nhé. Mỗi một lọ như thế này sẽ được để trong một cái khay xốp rất là chắc chắn, nhìn rất là sang. Bây giờ mình sẽ mở hộp sữa rửa mặt trước. Hộp sữa rửa mặt đây. Có hạn sử dụng ở đây rất là sắc nét các bạn nhé. Toàn bằng tiếng Nhật. Có một cái lớp thiếc bọc ở ngoài như thế này. Mình sẽ cho các bạn xem cái chất của sữa rửa mặt này. Bạn thấy chưa? Sáng bóng, màu màu trắng, màu màu trắng bạc, trắng kem, sáng bóng. Khi các bạn rửa, các bạn chỉ cần lấy một chút thôi, đưa vào tay massage, đưa vào lòng bàn tay massage cho ra bọt, sau đó các bạn sẽ rửa. Cái hàng sữa rửa mặt này, cái hàng chuẩn của nó thì nó sẽ bọt nó sẽ vừa phải thôi, không có nhiều lắm mà cũng không phải là không có bọt. Các bạn chú ý nhé, nếu mà là hàng không chuẩn thì một là nó sẽ bột bột, các bạn rửa nó không ra bọt. Hai là các bạn thoa vào cái là sẽ thấy rất là nhiều bọt, giống như bọt xà phòng ấy. Rất là nhiều và nó sẽ khác mùi thuốc tẩy. Còn cái kem, còn cái sữa rửa mặt hàng chuẩn của nó sẽ không nhiều bọt như thế mà cũng không phải không có bọt. Mà nó vừa phải đủ lượng bọt để làm sạch da cho các bạn thôi. Và có mùi thơm rất là dễ chịu. Sữa rửa mặt này thì sẽ giúp các bạn lấy đi hết bụi bẩn, se khít lỗ chân lông. Lấy đi hết bụi bẩn cho các bạn khi mà trong quá trình làm việc bụi bẩn bám vào mặt các bạn đấy. Lấy đi hết bụi bẩn nhé. Làm sạch sâu bên trong da nhưng không làm khô da của các bạn. Còn đây là cái kem chống nắng. Kem chống nắng của bộ vàng 5 Plus này thì có một điểm khác biệt hẳn so với bộ 5 xanh và bộ 6 trắng. Đó là kem chống nắng nó ở dạng BB, dạng lỏng. Đấy, khi mà các bạn thoa lên da mặt nó sẽ rất là nhanh, rất là dễ. Dễ thẩm thấu và rất là nhanh, và khi các bạn rửa thì cũng dễ hơn. Cái này, cái kem chống nắng này sẽ có tác dụng là chống lại tia tử ngoại UVA, UVB để bảo vệ làn da của các bạn khỏi các cái tia tử ngoại đó. Và đồng thời nó make up cho da mặt của các bạn rất là tiện lợi. Các bạn đi đâu các bạn chỉ cần dùng cái bộ này thôi là đã vừa được bảo vệ da và vừa trang điểm rồi, rất là tiện lợi nhé. Tiếp theo đó là cái serum. Cái serum đây. Serum này là dạng nước hoa hồng cô đặc đây các bạn. Nó sẽ có tác dụng se khít lỗ chân lông, giảm thâm hiệu quả, nuôi dưỡng da trắng mềm, trắng sáng cho các bạn, loại bỏ hết tế bào chết và bã nhờn nhé. Các bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Khi các bạn dùng là các bạn bóp cái này xuống này để cho nó hút lên, bóp bóp vào xuống, nhả tay ra để cho nó hút lên, sau đó là các bạn mới đưa lên mặt, mới mới đưa 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 một giọt lên trên mặt đó. Chỉ cần một ít thôi, không cần nhiều nhé, các bạn xịt nó ra.
Nó thẩm thấu lên da và sẽ giúp làm cho se khít lỗ chân lông trên da của các bạn nhé, làm mềm mịn da. Đó. Đó là cái serum. Tiếp theo là cái hũ kem ngày. Cái hũ kem ngày thì sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm, chống nhăn, trắng da, se khít lỗ chân lông, chống nám quay trở lại, trừ nám và chống nám quay trở lại. Nó sẽ có chữ day cream này, có hình ông mặt trời ở đây. Mình sẽ cho các bạn xem chất kem ngày. Đây, trắng, xốp, mịn, thơm rất là dễ chịu. Bạn thấy không? Thơm rất là dễ chịu nhé. Các bạn thoa lên da nó thẩm thấu rất là nhanh và nó có tác dụng trừ nám chống nám cho các bạn. Mùi thơm rất dễ chịu. Còn hàng phách thì nó không có màu như thế này mà nó sẽ có màu cũng màu trắng nhưng mà nó sẽ bị ngả sang đen đen. Nó sẽ bị ngả sang đen đen xỉn giống như là có cái tạp chất gì đấy mà mùi nó không được thơm như thế này. Các bạn chú ý nhé. Hàng giả hàng nhái bây giờ người ta làm rất là tinh vi. Cái hình thức bên ngoài thì nhìn giống đến 99% so với hàng hàng chính hãng. Nhưng khi mở chất kem ra thì các bạn mới thấy là nó khác. Và đặc biệt là nó khác ở cái hộp kem đêm. Bất kỳ một cái bộ nào cũng vậy. Cái hộp kem đêm chúng ta sẽ nhận diện khác nhất. Hộp kem đêm nó rất là khó nhái. Hộp kem hoặc những cái sản phẩm như sữa rửa mặt serum thì có thể nhái được chứ. Cái chất kem đêm thì cực kỳ là khó nhái. Chất kem đêm của hàng chuẩn phải như thế này. Sánh mịn chưa? Sánh mịn và màu vàng, vàng rất là nhẹ, vàng nhạt. Mùi thơm dịu, dễ chịu. Các bạn thoa lên da cũng thẩm thấu lên da rất là nhanh. Còn nếu mà là hàng phách thì nó không có màu sáng mịn như thế này mà nó sẽ có màu vàng sậm, vàng xỉn hoặc là màu trắng tinh. Khi các bạn thoa lên mặt nó không thẩm thấu mà nó sẽ để lộ lại vân kem. Thoa đến đâu nó sẽ lộ vân kem đến đấy. Còn đối với kem đêm của hàng chuẩn nó sẽ không lộ vân kem. Mình sẽ thoa cho các bạn thấy nhé. Bây giờ mình sẽ test thử lên trên da tay của mình cho các bạn thấy này. Các bạn đừng để ý cái tay của mình nhé. Tay của mình thì nó không được xinh cho lắm. Thoa đến đâu mịn đến đấy. Đó các bạn thấy không? Còn nếu mà là hàng phách các bạn thoa đến đâu nó sẽ có một lớp kem đến đấy. Nó sẽ có một cái lớp lớp vân kem đến đấy. Nó không được thẩm thấu. Cái bộ sản phẩm này các bạn sẽ sử dụng như thế nào? Buổi sáng thì các bạn dùng sữa rửa mặt, sau đó là dùng serum, sau đó dùng kem ngày, sau đó là kem chống nắng. Các bạn rửa mặt nhanh thôi, 1-2 phút thôi, không nên rửa lâu quá. Đấy. Còn serum với kem ngày các bạn cũng thoa chấm đều lên mặt và massage, đợi khi nào nó khô hết cái lớp này thì các bạn mới thoa lớp khác, chứ các bạn đừng thoa vội quá. Khi mà lớp trước còn ướt mà các bạn đã vội thoa lớp sau thì nó sẽ làm giảm tác dụng của cái bộ sản phẩm nhé. Sau đó là các bạn thoa chống nắng. Kem chống nắng thì các bạn thoa thoải mái, các bạn thoa bao nhiêu lần cũng được, nhiều hay ít thì tùy theo môi trường làm việc của các bạn, làm sao để cho nó bảo vệ da của các bạn cách tốt nhất. Các bạn đi biển đi dã ngoại thì các bạn có thể thoa thoa thành hai lớp dày lên và cứ 2 đến 3 tiếng thì các bạn lại dặm lại một lần, tùy các bạn nhé. Còn buổi tối về thì các bạn rửa mặt này, thoa serum, sau đó là kem đêm. Rất là đơn giản. Thì bất kỳ một cái sản phẩm nào trên thị trường khi mà đã nổi tiếng, đã bán chạy rồi thì đồng hành với nó sẽ có rất nhiều sản phẩm hàng giả hàng nhái tung ra trên thị trường để ăn theo. Đấy. Vì vậy các bạn mua hàng, mình cũng mong là các bạn tìm cái shop uy tín mà mua, tránh mua phải những cái shop mà hàng giả hàng nhái để tránh tiền mất tật mang. Shop mình cam kết hàng chính hãng 100% cho các bạn. Khi giao hàng các bạn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu các bạn phát hiện hàng giả, mình đền cho các bạn gấp 10 lần luôn. Mình cam kết với các bạn như vậy nhé. Shop mình chuyên cung cấp sỉ và lẻ các dòng mỹ phẩm trắng da, trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da, tan mỡ, tắm trắng, rất là nhiều sản phẩm. Cung cấp số lượng sỉ cho các bạn nhập sỉ về bán và các bạn spa trên toàn quốc nhé. Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ qua số Zalo của mình là 0359 447 339. Nhân viên bên mình sẽ check inbox cho các bạn nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.